Xin tất cả mọi người. Nghe không sao? Hello hello. Hiện tại là bọn mình mới kiếm được một game khá là hay. Như mọi người thấy. Chết, đã phá đảo rồi. Mình đã phá đảo game một lần rồi đây là mình sẽ chơi lại lần nữa cho mọi người xem. Thật sự nếu xếp một tống cường thể đó. Game này khá hộng búa. Mình đã phải dùng gợi ý rất là nhiều, thậm chí là phải dùng đến cả YouTube. Mọi người có đoán được cái kết của game không? Không, không, không. Hãy cứ bình tĩnh, đừng đoán vội vàng. Bị kẹt trong thế giới sắt cả. Khá là mò là không có cái game là... Mình khá là nồng tò mò là mọi người sẽ không biết mọi người sẽ cái kết của game thế nào nhỉ? Bây giờ nếu chúng ta phải tìm mật khẩu của cái này. Đấy. Mình đã nhớ mật khẩu rồi. Thật ra khá dễ làm. Đây, mọi người thấy cái gì đi thế này không? Rồi ta làm thêm mật khẩu. Một. Hai. Ba. Bốn. Ta được bàn điều khiển và bàn điều khiển này thì đương nhiên ngay sau ta đã đi vào tiếp tục bàn điều khiển này tác dụng này này mọi người hãy làm theo như hình nó này chúng ta cần cầu chì. Ơ, đồng xu thì liên quan gì đến thảo thì ổ biết rồi. À rồi. À rồi, đúng không thì không chỉ mà. Thế thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Cho báo ở đây này. Rồi tự nhiên tôi lại quên rồi. Ở đây mọi người có thấy cái thân heo cái cuối game nó sẽ có việc chúng ta vào cái này này và thứ hai chúng ta ấn vào cái lỗ nhỏ này mọi người thấy đúng không? Bây giờ đứng bảo bây giờ mình đoán một khẩu mọi người là gì? Lên làm trước không? Thôi thế mất hay lắm. Đi. Đến cái đoạn này rồi thì mình di chuyển xuống bằng cái này là mở được cái hòm này rồi này. Lấy từ dưới nát rồi xong rồi đi xuống bằng cái nào? Thế là chẳng được. Mệt. Tôi đang chẳng cần thiết lắm em đi một cầu thang nhanh hơn. Ủa sao mình lại xuống? À mình sẽ lên. Đi bằng gì? Bằng nước. Tiếp theo ta vào đây này. Cả kim đã ra đấy ở trên tầng 2.
nhớ lấy lại nhá. Và chúng ta theo cầu thang này. Mọi người có thấy tôi thấy đây không? Nó ghi chú của công tắc đèn ấy. Giờ chúng ta vào chỗ công tắc đèn này. Giờ mọi người có nhìn thấy cái chú không này? Là gia đình tôi ghi chú này. Lên xuống xuống lên 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 xuống xuống lên xong. Mọi người có thấy thứ tự bật của đèn không? Ở trên thứ tự ổ khóa phía dưới. Bật nhận là đúng này. Nào thứ tự. Nào bật 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 tắt bật tắt bật tắt tắt bật 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 tắt bật tắt bật tắt tắt. 34 trên tổng số 50 quốc gia châu Phi đã có ca nhiễm Covid-19. Tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo các quốc gia châu Phi tăng cường các biện pháp ứng phó. Mọi người lại đến lo tổng khi lễ này. Đấy, tiết. Ước tính toàn khu vực chỉ có hơn 1.000. Alat bỗng đến mẹ máy xe tối nhá. Ở dưới tầng á? Vâng. Chúng ta lấy cái ống nhòm lấy dây. Giờ kết hợp cái dây này lấy cái lưỡi câu. Chưa có lý giải cụ thể cho số ca nhiễm thấp ở châu Phi. Có thể có tay cầm vào lưỡi phải làm gì không? Chúng ta có riêng nghĩa là cho thấy cái này nó người vừa tốt nhất này đốt lên và cho cái lon tuyết khi nãy vào. Mọi người nhìn ra mọi người tưởng tượng ra gì không? Người thấy mật khẩu đúng không? Thì làm sao mật khẩu sẽ mở được cái này? Bảng ấy nó là một khẩu thứ tự kế này. Đầu tiên làm ra theo ít này là cái ít ở cuối. Chúng ta phải tìm cái nào cái ít cuối cùng. Cái này là ít của cuối cùng rồi này. Tiếp theo là cái ít này vị trí thứ 5. Chúng ta sẽ tìm cái x của vị trí 5.
Và nó ở, và cái mũi tên nó ở sự đầu. Thế thôi, mình sắp bị hết giờ quay rồi, video mình dừng đây nhá. Trời ơi, là hết dung lượng. Mà mọi người.